Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden kêu gọi các nước châu Á giảm căng thẳng ở vùng biển tranh chấp ở khắp các khu vực, khi Washington đang tăng gấp đôi nỗ lực nhằm đối phó với sự hiện diện hàng hải ngày một gia tăng tại Trung Quốc tại đây. Lời kêu gọi của Phó Tổng thống Biden được đưa ra trong chuyến công du đến Đông Nam Á nhằm bàn về các vấn đề như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và các vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Trong ngày đầu tiên đến Singapore, ông Biden kêu gọi các bên từ bỏ những lời đe dọa hiếu chiến ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và nhanh chóng đồng thuận về các quy tắc để ngăn chặn xung đột. Ngoài các cuộc họp với lãnh đạo Singapore, ông Biden cũng đã thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe, người cũng đã đến thăm Singapore trong chuyến công du Đông Nam Á. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, hai lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản đóng vai trò trung tâm trong hòa bình và ổn định khu vực. Ông Biden cũng nhấn mạnh quan điểm của Hoa Kỳ rằng tất cả các bên nên có những bước tiến để giảm căng thẳng. Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với các nước Đông Nam Á trên Biển Đông và với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Nhóm 10 nước ASEAN đã hối thúc Trung Quốc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử nhằm tránh xung đột trên biển, nhưng Bắc Kinh tuyên bố muốn giải quyết riêng với từng quốc gia tuyên bố chủ quyền. Washington luôn khẳng định không đứng về bên nào trong các tranh chấp, nhưng lại có lợi ích trong tự do hàng hải trên vùng biển, vốn có nhiều tuyến hàng hải quan trọng này.